everyone. Today I'm going to make coffee and pandan jello with cream tea pudding. Bánh flan phô mai rau cao. This is ingredients. Và đây là nguyên liệu. First, we separate the eggs white and egg yolk into a separate bowl. Trước hết là mình chia phần trứng gà ra, phần lòng đỏ và lòng trắng ra hai tô. Then we mix the gelatin powder and sugar together. Sau đó mình sẽ trộn bột và rau cao với đường. Put the egg yolk into a saucepan, add condensed milk and mix together. Cho lòng đỏ, trứng gà và sữa đặc có đường vào trong nồi và quậy. Cho sữa tươi vào. Add fresh milk and mix. Add the cream cheese. This is the cream cheese, this kind I use. Và sau đó cho phô ma vào. Cái loại phô ma mình dùng là loại này nè. Bỏ vào nồi và quậy. Mở lửa trung bình, thấp. Turn the heat to medium low and constantly whisk the cream cheese until melted. Mình tiếp tục trộn quậy cho cái phô mai nó tan chảy. Sau đó mình cho whipping cream vào. Then add the whipping cream and add sugar and gelatin powder. Keep whisking until thickened. Tiếp tục trộn cho đến khi mà hỗn hợp nó đông đặc, sệt sệt đó. Rồi mình cho vào một muỗng cà phê vani. Then add 1 teaspoon of vanilla extract and keep continue to whisk. Then use the drainer to drain mixture. Sau đó mình dùng rây, mình rây cho nó mịn lại và mình chế vào trong một cái cup nhỏ. Then pour into a small cup, cover and refrigerate it at least 1 hour. Sau đó mình đậy nắp lại và bỏ vào tủ lạnh cho nó khoảng chừng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để nó đông đặc lại. This is the pandan, frozen pandan leaves. For this recipe, I use 5 pandan leaves and cut in small pieces and put into a cup. Add 1 cup of water and blend until 5 paste. Sau đó mình cắt rửa sạch cái lá dứa và cắt nhỏ bỏ vào trong máy xay, cho vào một cup nước lạnh và xay cho nó nhuyễn. Then use the drainer to drain the pandan leaves. For this recipe, we need 1 cup of the pandan leaf juice. Dùng rây và mình rây cho mình lấy nước lá dứa mình cần 1 cup để cho cái nguyên liệu này mình cần 1 cup. Now we can mix gelatin powder and sugar together and add water into the saucepan and add the gelatin and sugar powder and mix. Sau đó mình bỏ đường và nước và rau cao và nước vào trong một cái nồi mà quậy đều. Sau đó cho nước lá dứa vào và quậy, mở lửa trung bình cao và tiếp tục trộn cho quậy cho đến khi mà tan chảy hết những cái rau cao và nước nó sôi, mình tắt lửa. Then when it's done, pour in the cup and put in the little at the bottom of the cup and let it firm for a minute. Then take the pudding out. Sau đó mình chế một chút xíu vào dưới cái cup nhỏ đó rồi đợi cho nó hơi đông lại là mình bỏ cái bánh flan vào ở giữa. Then use the gelatin juice and then we cover the pudding.
Sau đó mình dùng nước rau cau mình chế lên, mình che lại một cái bánh flan. Rồi sau đó mình bỏ vào trong tủ lạnh cho nó đông lại ít nhất là 2-3 tiếng đồng hồ thì sẽ đông lại. Bây giờ mình sẽ làm cái nước cho mùi cà phê, cũng giống như nước cái bước của làm cái lá dứa vậy đó. Thay vì mình làm giấy lá dứa thì mình sẽ làm nước cà phê, mùi cà phê. And we repeat the same step at the pandan juice. Instead of the pandan flavor, we can use the coffee flavor. And now we can add the pudding in the center, and we pour the coffee gelatin on top. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước cà phê vào, và mình cũng giống như là cái bước của bánh rau cau mùi lá dứa vậy đó. Rồi đậy nắp lại và bỏ vào tủ lạnh. Bỏ vào tủ lạnh vài tiếng, rau cau mình ăn lạnh nó mới ngon. Now time to enjoy. Sau vài tiếng rau cau mình lấy ra này. Đó, rất là ngon. Bỏ rau cau ăn rất là giòn. Bánh flan thì béo béo, thơm thơm. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye!